Lời đầu tiên, Minh Hoàng Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn. Mảnh Ghép Yêu Thương chào bạn. Em chào. Rồi bây giờ bạn có thể chào quý vị khán giả ha. Dạ, trước tiên em chào bên Mảnh Ghép Yêu Thương. Nhiều được nhiều hạnh phúc. Mình nói lớn lên. Chào khán giả trong nước và ngoài nước được nhiều hạnh phúc. Rồi. Bây giờ mình xin lỗi làm phiền bạn chút ha. Bạn có thể gỡ cái nón ra nha. Để cái nón là xuống. Rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bạn cho mọi người biết mình tên gì, bao nhiêu tuổi nè. Dạ, em tên Phan Văn Trận. Phan Văn gì? Trận. Phan Văn Trận. Dạ. Năm nay Trận bao nhiêu? Năm nay em sinh năm 1976. Trận sinh năm 1976. Dạ. Trận đến từ đâu? Em đến từ ngã năm Sóc Trăng. Sóc Trăng lên đây ha. Dạ. Đi bằng xe gì Trận? Em đi bằng xe đò. Xe đò. Nhưng mà em làm ở Vũng Tàu. Hiện giờ là đang ở Vũng Tàu hả? Dạ. Là Vũng Tàu đi vào đây á hả? Dạ. Đi hồi mấy giờ, 10 giờ mới tới? Em đi 4 giờ. 4 giờ sáng? Dạ. Trời ơi. Bạn chạnh cái gì? Đi từ 4 giờ sáng rồi, cái chân bạn nó bị gì? Em đi làm về cái xe ba gác nó thấy giao thông trước nó quanh đầu lại. Đúng. Nó gãy xương luôn hả? Dạ gãy. Rồi Chạnh nè, tình trạng hôn nhân của mình ra sao? Dạ em ly dị cũng gần chắc năm. Gần một năm hả? Dạ. Trước khi ly dị hai người có đứa con nào không? Em được hai đứa, đứa 7 tuổi với đứa hai mấy tuổi có chồng rồi. Đứa 7 tuổi. Dạ. Đứa hai mấy tuổi. Dạ. Nãy Chạnh nói là 4 mấy tuổi. Em 48 tuổi thịnh. 48 tuổi. Dạ. Đúng rồi, 48 tuổi thì con lớn cũng hai mấy rồi. Dạ. Ở ngoài Vũng Tàu á là Chạnh làm nghề gì? Dạ em làm bên thầu xây dựng với Là chạm thầu luôn ha. Dạ em như em lãnh công trình này nhưng mà hết việc em chưa lãnh được thì em đi làm công. Dạ. Có nghĩa là mình lãnh công trình là mình cũng có lính ha. Dạ. Mình có lính là mình làm, nếu mà không dạ. có công trình thì mình đi làm cho ta. Dạ dạ. Rồi lính sao, dẫn lính đi làm theo luôn hả? Dạ. Vậy cuộc sống cũng khá, mà thầu là cũng ổn ha. Thì cũng ổn, nhưng mà từ hồi bị cái chân giờ em sống mình á. Rồi em cũng không có làm gì được ra tiền. Hơi vất vả nhưng ha. Mà hơi vất vả chút, nhưng mà em vẫn đi kiếm tiền được. Có nghĩa mình còn vẫn chỉ huy được mà. Dạ, tự nhiên mình thầu mà. Dạ. Chứ đâu phải mình làm đâu, mình đứng mình chỉ thôi. Dạ. Lâu chưa? Cái này cũng 3 tháng mấy anh. 3 tháng mấy hả? Dạ. Chừng nào mới rút ra được? Chắc cũng gần gần tháng nữa là rút, còn mấy bữa. Cái chân này là mình phải kỹ cử, dạ. cử dữ lắm đó nha. Dạ. Nhưng bây giờ mình đi thấy mình đi cũng được, đâu không ổn. Rồi Chạnh này, ở ngoài Vũng Tàu đó, nhà đó là nhà của mình hay là nhà thuê? Em thuê không à. Thuê. Dạ. Ở Sóc Trăng có nhà không? Sóc Trăng có nhà, có đất mà nhà em đi mười mấy năm rồi em cũng dở rồi. Nhưng bỏ trống rồi hả? Dạ, nhưng mà ông già ông kêu về dưới ở, rồi em không về, em muốn tự lập. Trên này cũng làm ăn được á. Rồi là thỉnh thoảng có về thăm ba dạ, không? Dạ có. Từ người vợ trước ở đâu? Vợ trước cũng ở Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu luôn dạ. Ra Vũng Tàu làm mới gặp hả? Không, vợ trước thì ở Hậu Giang. Rồi sau này em có vợ em mới lên trên đó làm. Là dẫn vợ lên trên Vũng Tàu. Dạ, vợ luôn. Con rồi lên trên đó hết. Rồi sau này em cũng thôi nhau ở trên đó luôn. Dạ, thôi nhau. Rồi hôm nay Chạnh đến muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì? Dạ, em muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp em tìm nửa cuộc đời còn lại. Kiếm nửa manh tình còn lại ha. Để
về phụ hợ mình ha. Dạ. Chánh muốn tìm cái người phụ nữ như thế nào mới hợp? Em chỉ cần người đó biết yêu thương là được. Biết yêu thương thôi hả? À, Không cần làm gì, không cần làm gì, em vẫn chỉ về nhà là nội trợ dạ. ha, rồi chờ chồng đi chỉ huy đem tiền về ha, lo hết luôn ha, Dạ. được không? Lo nổi không? Được mà Cái em. chừng vậy giờ lo nổi không? Không có trên Thế cái em gì chừng chứ. này thấy đi mình lo mình chưa xong nữa đó, Không, giờ em đang lo được giờ mà. sao bế chị? Nói vậy chứ cũng vài bữa hết chứ đâu có À vài phải bữa hết lâu ha, đâu. cái này Dạ. giống như mình đi dự Dạ. trù trước ha. Dạ. Ừ. Một anh thầu xây dựng 48 tuổi, cũng tứ tá cũng dễ coi, có công việc rất là ok thầu xây dựng. Thì các chị nào mà chảnh à, chảnh muốn tìm cái độ tuổi như thế nào? Em độ tuổi thì nhỏ hơn em 3-4 tuổi gì. 3-4 tuổi hả? Dạ. 45 ha. 45, 44 gì cũng được. Lớn hơn được không? Lớn hơn Thôi hả? lớn Cỡ trả lại đây ha. được. Dạ. 48 cỡ chạnh trái xuống ha. Dạ. Ba mấy được không? Ba mấy tốt nè. Cũng được. Còn cũng Nhưng mà lớn quá thì không được. mà chạnh coi ở những cái video nào mà chạnh biết đến mảnh ghép yêu thương? Em coi có cái chị ở Trà Vinh, chị Lưu Thị Lễ gì đó. Rồi. Em thấy cũng trùng hợp hoàn cảnh với em á, cho nên em À, mới thì ra là cô Lễ ha. dạ. Em thấy cũng hiền, cậu cũng hiền em. Người Trà Vinh, Dạ, người Trà à, Vinh. Chạnh thì Sóc Trăng, Dạ, đúng thì rồi. hai cái tỉnh nó cũng sát bên. Cũng sát bên. Chạnh có coi kỹ cái video đó chưa? Dạ, em coi cũng mấy lần, coi kỹ lắm. Nghiên cứu nhiều lắm rồi đúng Dạ, không? rồi em thấy cũng trùng hợp với mình á. Thì... À, cô Lệ đó đó có một người, có một đứa con, Dạ. có nghe không? Dạ có. Với Với là một một người ông cha người cha đang bị bệnh, già. Dạ. cha già yếu, Dạ. bệnh yếu và Dạ. già. Thì nếu mà đến với cô Lệ á, thì chẳng có khả năng để mà mình đáp ứng được, ví dụ như mình lo vừa lo cho người yêu mà nè, rồi vừa lo cho cha của người yêu nè, rồi vừa lo luôn cho con người yêu nữa, Dạ được. được không? Được. Rồi hiện nay là chẳng còn lo cho con của mình không? Không, em không còn lo gì. Rồi các con của chẳng bây giờ sao? Thì nó đứa thì có chồng, bên chồng nó lo, còn thằng nhỏ thì mẹ nó lo, nhưng khi thỉnh thoảng em cũng cho tiền nó đi học. Đi theo mẹ ha. Dạ. Rồi bây giờ là mình về đó là mình phải gánh vác thêm Dạ. ba cái Không, em về đó em vẫn làm được mà. thí dụ như đến với cô Lễ là bạn muốn cô Lễ theo bạn hay là về nhà cô Lễ? Nếu về nhà em thì em có một mình à. Nếu về nhà của cô Lễ gần càng tốt, em ở đó em làm cũng được. Bị em thầu xây dựng thì em ở đó em làm vẫn được. Lãnh thầu ở đó ha, Dạ. ở quê nhiều khi lãnh thầu nó đâu có bằng ở ngoài không, Đúng rồi, nó phải rẻ hơn gần nửa giá tiền. với lại nhiều khi nó cũng không có nhiều Dạ. cái mối bằng ở Dạ, ngoài thành nhưng mà phố, em làm cái gì cũng được hết. có nghĩa Cái là vì tình yêu mình hy sinh ha. dạ, cái gì em làm cũng được hết. Leo dừa được không? Dạ được luôn. Những cái chân vậy rồi sao mà leo, Chừng nào hết thì em vẫn leo được mà. leo lỡ nó gãy nữa thì Lại sao? ơi, em xe này mà cái chân em mới mổ về mà em vẫn chạy xe đi lấy vé Trời, số em bán. sao ẩu như vậy? Sao giờ đi bán vé số? Tại vì cái chân em là bác sĩ không cho đi nhiều, cho nên em lấy vé số em để ngoài em bán á. Mình có thể lãnh thầu rồi Không, mình bây giờ điều khiển lính làm, mà cái tại sao chân này nó cái nẹp này người ta học cử, là sao kỳ vậy? ta cử Thầu mà. xây dựng mà sao lại đi bán vé số? Không, tại vì em
trong cái lúc này là còn cái nẹp này á, là em không có lãnh được, người ta cử lắm, họ cho Người người cái ta cử. người cất nhà ta cử hả? Đúng rồi, Ủa sao nào giờ cũng mới biết à dạ người ta cử, ta không cho mình ha? Ý là người ta sợ cái vụ tai nạn đúng mình rồi, lãnh thầu cái nhà ảnh hưởng đúng tới cái vấn đề phong thủy ha. dạ dạ đúng Cũng có lý. dạ Thì bây giờ mình lấy số mình để trước nhà mình đúng bán rồi, hả? em bán ngày cũng được 200 mấy tiền lời. Rồi khi vậy mà mình có được bồi thường không? Bồi thường thì em cái thằng kia nó nghèo quá cho nên em lấy có 10 mấy triệu à. Thấy nó cũng Sống tội. thân mình ha. Dạ. Rồi hôm nay là bạn đến đây là nhất định là thích cô Lễ đúng không? Muốn Dạ. nhờ chương trình Dạ. giới thiệu đến cô Lễ. Rồi thí dụ như bạn có chắc là cô Lễ chịu mình không? Thì em không biết, em nhờ cái chương Hy trình bằng cách vọng. nói hy vọng thôi. Nếu Giống như mua mà vé số ha, hy vọng. không em Trúng số thì đầu cũng được. dạ. Em thì chừng chờ còn có bao lâu nữa đâu, rút này ra thì em đi làm được mà. Dạ. Chứ em đâu có bán vé số đâu mà. Ở dưới Sóc Trăng bạn có thường ở dưới Sóc Trăng có mấy cái bài hát về về Sóc Trăng hay lắm, bạn có biết hát Em hồi nào giờ em không phải hát. không? Không có hát hả? Dạ. Em chỉ biết đi làm. Mình biết đi làm hả? Dạ. Rồi mình làm thầu xây dựng hôm nay mình có dư được nhiều Thì nói ngay em cũng dư được chút đỉnh, thì em bị cái chân thì em cũng không? bỏ vô cái chân cũng hết. Bây giờ cũng không còn Thầu xây dư dựng mà nữa. dư gì có chút đỉnh gì? Cái chân em mổ 2 lần 100 triệu. 100 triệu. Ừ. 2 lần. Rồi còn mổ thêm lần 3 nữa đó. Dạ, lần 3 nữa chắc không mổ đâu, chỉ rút cây này ra thì chắc cỡ 3 triệu đổ lại. Rồi bây giờ cái chân mình đang như thế này nè, rồi sao cô Lễ chấp nhận? Rồi Em mình về đó rồi sao làm việc gì đây? thì Bạn em có chỉ thể cho biết với cái chân mình gì rồi em rồi cô chỉ Lễ về đó rồi sao bạn chăm sóc những cái những người kia như ba cô Lễ, con cô Lễ. Rồi cái cô Lễ thì mình nói không có thể ông không có chăm vụ sóc mà cái. cơm nước đồ thì em lo được, em Trong khi đi. đó cái thân mình nè bây giờ nè đang như vậy nè, nhiều khi mình chăm sóc cũng cũng cực khổ đó. Dạ nhưng mà Đi. bồng thì em bồng không được. Không không có nói bồng, À, mình nói nãy là mình nói đùa thôi, dạ còn cái này á, cái chân này nè mình tự chăm sóc cho mình cũng rất là khó khăn rồi, không em tự em làm hết được thì mà. đó đi tới đi lui rồi bây giờ mình phải đi nhiều á, nhiều khi mình đi tới đi lui rồi mình nấu cơm nấu nước rồi giặt giũ hay gì nó ảnh hưởng tới cái chân dữ lắm á. Không, không cái này em cũng ở chảnh một mình em tự lo hết, thuốc men đồ em cũng Nhưng tự mà đi. nó ít, còn cái này mình về phải lo nhiều hơn tí. Không 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 sao chứ, em Không đi sao luôn hả? à, em làm được hết mà. Sẵn sàng là hy sinh Dạ, luôn hả? dạ em làm được mà, em làm được em mới lên. Em Rồi làm cũng được. mong cô Dạ. Lễ xem được cái clip Dạ này và nghe những cái lời tỏ bày chân thành của bạn ha. dạ Thì chủ động nếu mà thấy đồng cảm thấy có cái gì mến mến dạ bạn thì sẽ liên kết kết nối với bạn thì rất là vui. Dạ. Nói ngay là em tự lập từ nhỏ mà. Rồi, bây giờ bạn có cái lời nào và để nhắn nhủ tới cô Lễ không? Để cho cô Lễ nghe nè. Thì nếu mà cô Lễ có thấy được cái chương trình này á, thì em thì cũng rất, rất hiền lắm. Nhưng mà em cũng thiệt tình. Em thấy trong chương trình của anh đợt rồi thì thấy Lễ cũng hiền, cho nên em cũng cảm ơn. Nếu mà Lễ nghe thấy được á, thì em về em giúp, em lo tiếp, phụ tiếp. Rồi rất mong cô Lễ sẽ xem được video này và nghe những cái lời nói chân thật xuất phát từ cái trong tâm của bạn ha. Rồi chương trình cũng sẽ cố gắng liên kết, nếu mà cô Lễ đồng ý thì
thấy bạn đi tới một lần nữa thấy cũng vất vả quá, không biết sao mà nói, nhưng mà cũng phải đến thôi. Một lần thì di chuyển như vậy là nó khó khăn, là rồi tốn tiền xe nữa. Không không sao hết. Em đi xe đò được mà. Không, cái đó thì tiền xe nhiều khi mình không nói, nhưng mà cái chân này đi tới đi lui nó rất là phiền phức. Không được Nhiều hết, khi em lỡ có ai quẹt trúng cái nó cũng nguy hiểm lắm. không nói ngay mình lên đó người ta cũng biết mình vậy đó, người ta cũng tránh cho mình. Rồi vậy đi ha. Dạ Vậy giờ còn nói gì nữa không nè? không, Thôi em hả? Như đó đủ rồi chỉ ha. mong vậy thôi, chương trình giúp em. Rồi bây giờ bạn chào quý vị khán giả, cái anh em mình kết thúc ha. Trước tiên em cũng chào mấy anh kết nối yêu thương được nhiều hạnh phúc về quý vị khán giả ở trong nước và Thầu ngoài xây nước. dựng có la nạt lính dữ không? Sao Không nói chuyện gì đâu yếu xìu với nói chuyện. em lính em thì em không có nạt gì á, nó muốn làm nó làm Muốn bởi làm lính lính nó sao thích làm mày hư nhà ta sao? không, nhưng mà em chỉ rồi làm thì làm nhưng mà mệt thì nghỉ, nhưng em không có nói bởi vì lính thích em lắm. Rồi. Dạ Hôm nay chương trình Mảnh ghép yêu thương cũng dạ cảm ơn bạn ha. dạ Đã không ngại đường xá xa xôi này rồi cái chân gì nữa đến với chương trình. Trước khi kết thúc chương trình thì Mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.